Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ làm món bánh dày giò Vietnamese rice cake with ham. Và đây là nguyên liệu. Trước hết chúng ta sẽ làm chả lụa. Đây là 1 pound giò sống. Giò sống mình tự làm ở nhà. Mình sẽ có video khác làm chỉ cách làm giò sống. Nếu các bạn không tự làm giò sống thì mình mua ở chợ cũng được. Trong giò sống đã có gia vị rồi nên mình không nêm muối nhiều. Nếu mình nêm muối nhiều thì sẽ bị mặn. Ở đây mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh mật ong. Sau đó mình sẽ gắn vào máy và mình cho máy quay. Máy quay với tốc độ trung bình. Sau đó mình sẽ ngưng máy và cho 1/2 muỗng canh bột bắp vào và mình sẽ quậy nhanh. Tổng cộng mình quậy khoảng chừng 2 đến 3 phút là được. Sau đó chúng ta sẽ gói chả lụa vào trong lá chuối. Mình sẽ dùng 4 miếng lá chuối đã rửa sạch, xếp 2 miếng theo chiều dọc và 2 miếng theo chiều ngang. Rồi mình cho chả lụa lên trên. Chúng ta sẽ cuộn tròn lá chuối lại và gấp một đầu tạm để đòn chả lụa mình đứng lên. Mình cắt một miếng lá chuối và mình gấp lại, mình để vào bên trong. Rồi mình gói giống như là gói bánh tét vậy đó. Mình đã có video chỉ cách gói bánh tét rất là rõ ràng. Mọi người nhớ click vào và xem cách gói bánh tét của mình nha. Sau đó chúng ta sẽ đem cột dây và đem đi hấp. Mình sẽ hấp từ 30 đến 45 phút. Sau đó mình lấy ra và để cho chả lụa nguội. Bây giờ thì mình sẽ đi làm bột bánh ha. Mình cho 200g bột nếp vào trong cối, 1 muỗng canh bột gạo, 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó chúng ta sẽ gắn cối vào máy và cho nước ấm vào từ từ. Mình ở đây mình dùng 1/2 cup nước ấm cho đến 2/3 cup nước ấm tùy theo cái bột nếp của mình nó cũ hay là mới. Nếu như bột cũ thì mình cần nước nhiều hơn, bột mới thì mình cần ít hơn. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn và mình trộn cho đến khi mà bột nó mịn. Chúng ta, các bạn không có máy nhồi bột quá thì các bạn nhồi bằng tay cũng được. Mình sẽ quậy cho đến khi bột nó mịn á, mình sẽ lấy ra và mình chia thành 10 viên bằng nhau. Nguyên liệu này mình sẽ làm được 5 cặp bánh dày giò. Đây là 10 miếng lá chuối mình đã cắt sẵn hình tròn và xếp lên trên dĩa. Mình sẽ vo tròn viên bột lại và đè hơi dẹp dẹp xuống và mình cho một chút xíu dầu lên trên cái miếng lá chuối. Rồi mình sẽ đặt viên bánh lên trên. Chúng ta sẽ tiếp tục làm hết những cái viên bột còn lại. Mình bắt một nồi nước sôi. Khi mà nước sôi thì chúng ta sẽ xếp bánh vào sửng và đem đi hấp khoảng chừng 8 đến 10 phút thì bánh sẽ chín. Sau đó mình sẽ lấy bánh ra và để cho bánh nó nguội. Bây giờ chúng ta sẽ mở và cắt chả lụa ra nha. Các bạn xem nè, chả lụa nhìn thấy ngon không? Chả lụa dai và giòn. Chúng ta sẽ kẹp 2 bánh giò bên ngoài và chả lụa nằm ở giữa.
Chúng ta sẽ xếp hết các phần bánh còn lại. Mình làm được 5 cái bánh dày giò. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bột bánh mềm, dẻo, chả lụa thì giòn, dai, thơm mùi tiêu, mùi tỏi. Nếu ai thấy thích thì vào bếp nha. Chúc mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp.